Bản thân tôi mỗi ngày đều sám hối, mỗi ngày đều sửa đổi, mỗi ngày đều nâng cao cảnh giới. Như vậy mới có pháp hỷ, mới có niềm vui. Một ngày không thể nâng cao thì niềm vui làm sao mà có được. Nếu như một ngày bị đọa lạc rồi, đó không phải là vui mà là khổ. Như thế nào là nâng cao pháp, y giáo tu hành? Phật dạy như thế nào thì chúng ta làm như vậy. Phật dạy chúng ta phải hiếu dưỡng phụ mẫu. Ta đối với cha mẹ có tận tâm tận hiếu hay không? Cha mẹ của tôi đều không còn. Trí huệ của tôi, đức hạnh của tôi mỗi ngày đều được nâng cao thì cha mẹ sẽ hoan hỷ. Đoạn ác tu thiện, tích công luyện đức, cha mẹ sẽ hoan hỷ. Đây là hiếu dưỡng phụ mẫu, đây là phụng sự sư trưởng, lão sư nhìn thấy sẽ hoan hỷ. Vậy đứa học trò này không có uổng công, không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng lão sư, không phụ lòng Phật Bồ Tát, không phụ lòng tổ sư đại đức đời đời tương truyền, cũng không phụ lòng khổ nạn chúng sanh. Chúng ta tận tâm tận lực vì mọi người phục vụ, tôi không phải nói mà không làm. Đến nhiều năm nay, các vị ở bên cạnh tôi, các vị đều nhìn thấy tôi làm như thế nào, tôi đối với mọi người như thế nào, tôi xử sự như thế nào, các vị đều nhìn thấy rất rõ ràng. Không có một công việc nào là vì chính mình. Vì sao vậy? Vì không có bản thân mình. Có bản thân mình thì hỏng rồi. Có bản thân mình thì không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Phật dạy chúng ta vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Không những không có tướng mà cả ý niệm cũng không có. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Những ý niệm này đều không có. Là do 55 năm rèn luyện mà được. Từ trong kinh điển mà triển khai ra mới có thể thấy được nghĩa thú, mới có thể nếm được pháp vị. Cái vị này cổ nhân nói là rất tuyệt. Thế vị không đậm bằng pháp vị. Bạn thật sự nếm được thì bạn mới biết, bạn chưa nếm được thì bạn sẽ không biết. Bạn đều cho rằng thế gì phải nồng hơn pháp gì, ham thích thế gì, không biết được pháp gì. Công đức thù thắng trong Phật Pháp bạn không gặp được. Phải làm như thế nào mới gặp được? Chỉ cần bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ gặp được. Trong các buổi giảng, chúng tôi mỗi ngày đều nói, mỗi ngày đều khuyên bảo. Cho nên nếu như bạn không hiểu mỗi ngày đội lốt giả mạo ở trong cửa Phật, phá hoại hình tượng Phật giáo, tương lai quả báo nhất định là ở trong tam đồ. Tổ sư nói rất là hay, bạn muốn được thân người, trong một vạn người khó có được một hai người. Chính là nói kiếp sau của bạn muốn được thân người. Lời nói này rất là quan trọng. Cái gì phải biết, đây không phải là dọa người, mà là chân tướng sự thật.
nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.